thông tin gạo Việt Nam được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới, kỳ vọng sẽ có tác động tích cực đến hình ảnh gạo Việt cũng như xuất khẩu gạo. Theo thống kê hải quan, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15 tháng 11, cả nước xuất khẩu 7 triệu 370 ngàn tấn gạo, mang về 4 tỷ 150 triệu đô la Mỹ. Đây là con số kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh kỷ lục về xuất khẩu, ngày 30 tháng 11, gạo Việt tiếp tục đón tin vui khi gạo ST25 tiếp tục được vinh danh gạo ngon nhất thế giới. Danh hiệu này là minh chứng cho sự chủ động về nghiên cứu, chọn tạo giống chất lượng cao, thương mại hóa bài bản của doanh nghiệp nước ta. Theo các doanh nghiệp và chuyên gia ngành lúa gạo Việt Nam, thông tin gạo Việt Nam được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới chắc chắn sẽ có tác động tích cực đến hình ảnh gạo Việt cũng như việc xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian tới. Do đó, dự báo năm 2024 vẫn còn rất nhiều dư địa cho xuất khẩu gạo của Việt Nam.